thật ra có một cái giai đoạn là VinFast muốn centralize về, uh, về marketing ừ. khi đi ra nước ngoài uh, người Việt Nam mình khi lần đầu tiên đi ra với những cái đó thì có những cái là thật sự là mình bị sợ ví dụ như đối với nhân Mỹ với cái mà ẩm mỹ như thế ừ. mọi người xem cả cái gì các bạn marketer bước vào nhà, um, á thứ nhất là phải có cái sự sâu sắc trong quan sát cuộc sống quan sát những cái gì đang nghĩ ra xung quanh mình ừ. em có thể kể câu chuyện uh, hành trình của em ở VinFast rồi nó là một cái trải nghiệm khác lúc trước như thì nó khác lắm <laughs> à, nó thực ra thì nó coi giống nó có khác vì ừ thì... à, em giữ vai trò gì ở Vinfast rồi cái dạng công việc của em làm có khác gì với hồi Isobar không à, có một cái may mắn là bởi vì cái vai trò của em ở Vinfast thì nó là global CMO ừ. thì khi mà là C level mà còn ở Bruno Global á ừ. thì ra cái 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 ảnh lượng về chuyên môn mà ra tới execution đó, nó sẽ rất là ít. Ừ. Ví dụ như review, work, PV, JPC là là, là, là em, em rất ít lượng. Ừ. À, Và cái hàm lượng lớn hơn nó sẽ là công việc về quản trị, build team, ừ. uh, coach team, ừ. uh, sắp xếp đúng người đúng, đúng việc, uh, keep track mọi thứ và trao đổi với chủ tịch. Ừ. Thì một cách vô tịch đó là những công việc em thích. Tại vì thực tế là em thích làm quản trị nhiều hơn là làm chuyên môn. Ừ. Đó. tại vì ví dụ như hồi xưa là em 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 làm ISO ba đi thì em cũng làm CO chứ không phải là em làm đi sâu so vào chuyên môn đương nhiên nó có những cái thời điểm mà mình phải làm ví dụ như cái thời điểm mà uh, có một cái thời gian rất dài là em phải lift về planning ừ. Ừ. thì uh, mình phải làm thôi nhưng mà mình thích thì mình lại thích không quá thể. thì khi mà em sang biên pháp thì nó là một cái cơ hội mà em được muốn cái em thích rồi và cái còn cái điểm mà nó giống á, là bởi vì thật ra có một cái giai đoạn làm Vinfast muốn centralize về uh, về marketing mm. thì thật ra nó bản chất nó là cái mô hình central và hấp mm. và nó không lạ ở rất nhiều tập đoàn lớn đã từng làm mm. uh, để mà họ có thể tối ưu được cái operation mm. và cũng như là và em thì em thấy là nó make sense ở một cái cạnh là thứ nhất là chị tối ưu được về mặt nguồn lực và mm. uh, cái thứ hai nữa là uh, chị sẽ có thể đối với một cái brand mà non trẻ như Vinfast đó, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho headquarter có thể gọi à, là làm cái động tác gây tốt hơn cho brand của mình. Ừ. À, đương nhiên nó có cái challenge của đó là bởi vì cái 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 tính local cho cái brand cái local relevancy á nó sẽ là một cái challenge rất là lớn cho cho em và team em. Giờ tại sao vậy? Em phải làm rất sát với các bạn và là team mà ở thị trường ừ. đó để mà có thể mình mình hiểu và mình nghe họ để làm sao một cái nó ra nó không có bị xa rời thị trường ừ. thì có một cái đoạn đấy là cái đoạn mà em phải in về chuyên môn nhiều hơn và thật ra rất là chi tiết tại vì nếu mà mình không in thì không thể nào mình hiểu được ừ. à, đấy là cái cái một cái mà em thấy là cái giai đoạn đó thì nó tương đối là giống à, và em nghĩ là trên thị trường thì à, ai cũng sẽ biết đến bên group chung và bên past đó đi bộc lộ ừ và đặc biệt VinFast là ngay cả trong tập này, rồi rất là tốc độ ừ. thì uh, và cái cái sự tốc độ đấy nó có một cái nó 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 vừa là áp lực nhưng mà nó vừa là cái trải nghiệm rất là thú vị với em mà khi mà em làm là em mới chứ em chưa bao giờ nghĩ em làm được hết <laughs> nhưng mà có cùng thì rất cũng làm được à, em đang làm nghĩ cái campaign cho thị trường Việt Nam hay là thị trường thị trường quốc tế ừ. uh, cái năm vừa rồi thì cái thị trường mà uh, cần ừ. cái sự quan tâm nhiều nhất là thị trường Mỹ. Em đã từng phải qua Mỹ em ở nguyên một tháng ờ, và nguyên một tháng đó là để làm gì thứ nhất là uh, làm lại toàn bộ cái phần chiến lược uh, cho Mỹ uh, nhưng mà em chỉ có 15 ngày để em làm cái việc đấy thôi đó và, và sau đấy là phải tung được chiến dịch của, uh, branding đầu tiên cho thị trường Mỹ tại vì trước giờ thì dù mình vào Mỹ một thời gian khá lâu rồi nhưng mà mình chưa hề có một cái chiến dịch À, nào để promote cái brand một cách uh, đúng ừ. thì nên nó dẫn đến là khi mà em đọc báo cáo số liệu á, thì cái 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 tỷ lệ nhận biết nó rất là thấp ừ. thì cái chuyện đầu tiên là mình phải fix cái nó cái đạt, nên mình ừ. sẽ điều chỉnh cái đó thì mà chị hình dung với một cái timing như vậy ừ. em nói ví dụ như hai tuần mà chị kêu agency việt nam làm một cái chiến lược marketing Là ừ. nó còn khó ừ. chứ nói gì kêu agency mỹ ừ thì lúc đó là em qua đó một tháng từ lúc qua em em pick agency là em pick từ việt nam em call với các bạn em nghe các bạn pitching uh, và em chọn thì thật ra lúc đó là em em và lúc đó là một cái lúc mà em rất hiểu tại sao ngày xưa khách hàng em chọn em <laughs> thế nào? là bởi vì uh, hồi đó mình đi pitch thì mình cứ nghĩ là mình phải là người giỏi nhất ừ. đúng không sau một thời gian thì em em nhận thấy là không bởi vì mình là người phù hợp nhất ừ thì lúc mà em chọn agency cho Vinfast nó cũng như thế, ừ. có nghĩa là sẽ có những bạn có thể lưu cho chị những thứ rất là fancy, ừ. nhưng thứ nhất là nó hợp, hợp, ừ. à, hoặc là ví dụ như là một cái nữa là thực ra Vinfast đi đi ra nước ngoài so với trong mình ô tô ừ. mình không phải là một người nhiều tiền, và thì không thể nào mà mà mình mình có thể chi cho các bạn như các brand khác được, ừ. thì nó dẫn đến chuyện là cái sự chú tâm á cho mình nó rất là ít, thì chính vì vậy ấy, cái cái điều đầu tiên á, mà em cần nói agency á, là các bạn phải kết nối được với mình và các bạn muốn làm với mình ừ. Họ, đó thì rất là may mắn là em gặp được agency như thế ừ. Chỉ chị biết là em chưa có một cái brief nào cho các bạn luôn thì cái mũi đầu tiên chỉ để present credential ừ. các bạn đã tự làm một cái chiến lược cơ bản các bạn sao có thể share cho mình trừ là nó rất quốc à tại vì các bạn đã hiểu gì mình đâu nhưng mà cái động tác đó em rất là appreciate và sau đó thì em em chỉ cho các bạn là những cái gì là những cái mà nó không đúng cái này nó không, đúng với tình huống với, này đâu thì kia và cái lúc mà chuẩn bị đóng cái chương thì em có yêu cầu là nếu như mà bây giờ mình làm với nhau ấy là một tháng tới được đó em còn nhớ là cuối tháng sáu tháng bảy em sang thì em bảo là một tháng tới là mỗi ngày okay, đi ra văn phòng rồi làm với em thì chị nhưng mà nếu mà em có thể chạy được với cái timeline đó là ngày nào các bạn agency cũng phải sang ngồi ở vòng họp và làm việc với em cái là các bạn ngồi để làm luôn để trong quá trình các bạn làm có cần tương tác cái gì hỏi cái gì brainstorm cái gì cấp là gần như là em co-work với agency ừ. thì mới chạy được cái tiến độ đó và các bạn cũng nói với em là lần đầu tiên mà tao gặp một khách hàng mà có cái tốc độ như thế này và ngay cả tốc độ mình feedback cho các bạn các bạn cũng rất là là là, là hết hồn ừ. rồi lúc đầu là thấy nhiều quá xong các bạn còn bị nót là em còn phải nhảy vào em nói chuyện với các bạn biết em bảo là không bây giờ làm như này không được một ngày em gọi quá trời gọi em bảo là phải thích thích thế này tức là nó giống như là mình đi làm agency phải phát triển và mình rất là buồn cười mà mình bảo là tại vì thật ra cái lúc mà em 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 thấy cái sự nhiệt tình của các bạn nhưng nếu mà mình từ mình không nhảy vào mình giúp mình không nhảy vào mình dai và mình co-work để để speed up cái chuyện các bạn thiếu cái cách làm việc của, của của công ty mình và các bạn hiểu được cái vấn đề cần giải quyết nó là cái gì một cách nhanh nhất và sâu nhất ừ. thì không thể nào họ làm ra được hết ừ. đó ừ. thì ờ, cái 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 đó là cái trải nghiệm của em hồi đó em làm và em thấy là chắc em thấy và, và đến lúc mà tận đến lúc em nghĩ là các bạn vẫn là em nghĩ là các bạn biết ngay mà em không có nói với ai hết là bởi vì các bạn thấy cái cách làm việc đó khác rất <laughs> là dễ thương tôi nhắn tin cho em đã thì cái, cái cái trải nghiệm của em khi mà em làm ở bên phát nó nó cũng là một cái sự pha trộn giữa ừ. sai và và agency ừ. tại vì do cái đặc thù của những cái giai đoạn của mình như thế ừ. và cái nữa là em nghĩ là uh, khi mà bà, một cái prime mà nó bé và nó nhanh nó trẻ thì khi mà đi ra ngoài ấy, ừ. nếu như mà mình mình không sâu sát một tí thì nó sẽ dễ xảy ra những cái rủi ro và chưa kể là ví dụ đặc biệt thị trường Mỹ thì, thì Vinfast và các anh mình mẹ đó rất nhiều và, và đặc thù ở thị trường Mỹ thì chị biết rồi có là mọi người rất là drama <laughs> rất là dramatic luôn và có một cái chuyện này tí xíu là mấy lên Tên là với một cái brand mà có nhiều sự chú ý như như Vinfast khi đi ra nước ngoài uh, thì nó có lợi nó có hại uh, và bản thân khi mà uh, người Việt Nam mình khi lần đầu tiên đi ra với những cái đó phải nói những là thật sự là mình bị sợ. nhưng dụ như đối với nhân mỹ, những cái mà ẩm mỹ như thế, mọi người xem trả cái gì. Có cái hợp là ngay cả đối với những cái exposure mà mình đang có nó cũng không phải là vấn đề nữa. Nhưng mà đương nhiên là một phần của mình thì mình sợ. Ừ, đúng không? Đó. Cái thứ hai nữa là uh, mình cũng, cũng có nhiều cái sự lo lắng nữa. Thì với mình chưa quen với cái măng mai đó, thì nên là là uh, bản thân cái việc mà mình sâu sắc nó cũng là một cái mà để chia sẻ với với ban lãnh đạo. chứ nếu không thì nó 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 dễ xảy ra những cái tình huống mà Đúng. nó không kịp. quá rồi tự vì cái brand của em là một cái brand mà em đang muốn bán ở nước ngoài nhưng mà em không chỉ trình bày với lại người Mỹ mà người Việt Nam cũng cứ dòm coi coi Đúng rồi. em làm người Mỹ có ưng em đó. <laughs> nên mặc dù là em chạy marketing cho thị trường Mỹ nhưng mà em vẫn có một nhóm khán giả Việt Nam mặc dù không phải là thị trường em đang bán nhưng cứ đứng nhờ coi cái phải em bán được không hợp với khán giả thì không sao, anh phùng bán phím thì mới sao đó là khán giả trong thế đổi trong trong thế hệ digital nó em quá bây giờ nhìn lại chặng đường mà mà đào phát triển sự nghiệp của mình ha bắt đầu là một người rất là tay ngang em được đào tạo theo khối ngành ngoại giao và duyên nợ như thế nào đó em bắt đầu từ pr xong qua marketing nhưng em lại trưởng thành thành một người mở ra một cái ngách mới trong cái thị trường marketing này và em phát triển nó từ agency qua đến doanh nghiệp có một điều mà chị quan sát là mà hồi nãy đào cũng nói là qua thời gian em không còn coi em là người marketer nữa từ vì cái thời gian mà em nhúng tay vào chuyên môn nó ít dần nhưng cái điều quan trọng là làm sao em có thể xây dựng được cái nội ngũ của em thì cái team marketing mà thì lúc đó em mới trở thành một người CMO mà vậy thì Chị muốn hỏi Đào là, nếu mà bây giờ nhìn lại, em ở với cái vai trò là một người lãnh đạo, một người quản lý, nhưng mà cũng là vai trò một người chị cả nữa. Khi mà em grow một quả ừ. marketing từ mới tin chưa biết gì, để bạn trưởng thành lên, thì em nghĩ điều gì là quan trọng nhất cho một người phát triển từ giai đoạn mới tin đó để đi theo cái con đường này? nói ừ. gì là quan trọng nhất cái một người marketer khi mà chị hỏi em nhớ hồi xưa em học văn ấy, xong là à, cô 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 dạy văn của em ở trường ấy để cho bài kiểm tra thì cho bài kiểm tra xong là, và cái bài đó nó không có nó không có trong sách ừ. thì em mới hỏi cô là giờ viết rồi lỡ lỡ viết sai sao <cười> <cười> à, thì cô mới nói là không biết chỉ có nông sâu thôi ừ cảm cảm thụ thì nó chỉ có nông sâu thôi. Thế là câu chuyện thứ nhất của cô, câu chuyện thứ hai nó cô á làm hồi đó cô là người Mà không cho tụi em viết dài. Thì cô nói viết dài viết dai viết dở. ờ và cô nói là và em nói uống mà giờ viết lỡ viết không hay thì sao? Cô nói không viết đúng rồi đấy. viết đúng cái đã rồi hay thì từ từ. À. Thì cái đó nó nó theo em hai cái câu chuyện đó nó theo em và khi mà chị hỏi á, thì em lại nghĩ ngay, ngay tới hai câu chuyện đấy. Ừ. Tại vì đối với em á, cái cái người marketer là thằng em nói với chị là với em marketing cuối cùng là thay đổi nhận thức và hành vi ừ. à, bằng những cái công cụ của truyền thông, của quảng cáo nói chung là bằng những công cụ kể chuyện và chị kể một đám đông rất lớn để có mục đích. Ừ. Thì quay trở lại cái câu chuyện của cô em á, thì em mới thấy là nếu mà như vậy một cái bạn marketer á, lúc vào ngày thì nó có hai cái thứ ừ, nhất là phải có cái sự sâu sắc ừ à. nó phải có một cái sự sâu sắc trong quan sát cuộc sống quan sát những cái gì đang nghĩ ra xung quanh mình ừ, tại vì chị biết là những cái mà giúp cho em học nhanh khi mà em là tay ngang bởi vì cái lúc mà những cái năm đầu tiên mà cái thói quen nó thêm đến mình giờ là khi mà mình nhìn thấy bất cứ một cái chiến dịch nào một cái billboard ngoài đường một cái tvc thì nó luôn có một cái phản xạ phân tích ừ. là sao là cái thông điệp đó yeah. nó hướng đến ai yeah. nó giải quyết câu chuyện gì à, uh, inside là cái gì yeah. đó thì khi mình mình tập cho mình có một cái thói quen nhìn mọi thứ một cách sâu sắc thì cái người marketer phải mới có insight Ừ. Uh, mới, và phải nắm nắm được cái tâm lý của con người nói chung và tâm lý của cái đối tượng của mình nó đi thì mới có thể đánh trúng đích được là cái cái điều thứ nhất cái điều thứ hai mà em nghĩ là cái này rất quan trọng với các bạn trẻ già già thì thôi không không không, không sao Hoặc là già quá rồi cũng không đổi được thở <laughs> nhưng mà em nghĩ là các bạn cần học cách làm đúng ừ. làm đúng cái này làm đúng thì sẽ làm hay được ừ. nhưng nếu từ đầu mà làm sai á ừ. thì cái hay của mình á, nó nó trải qua là một cái công việc đó, nó khuếch tái cái sai thôi ừ. thờ, và nó phóng đại cái sai đó lên thì nó sẽ có hai cái cái rủi ro một là bản thân những cái thứ mình làm nó nhẹ thì nó ảnh hưởng tới business nặng á thì nó sẽ ảnh hưởng giống như em nói là dạy sai là không ra thế hệ đó thì chị hình dung tất cả những cái gì mà brand nói brand làm đưa, đưa ra bên ngoài nó đều được broadcast ở một cái scale rất lớn thì nếu những cái thông điệp đó của mình những cái gì mình đang kể cái câu chuyện đó mà nó có những cái mình làm sai không bán được hàng là một chuyện rồi nhưng mà rõ ràng một cách vô tình mình lại gây ra những cái ảnh hưởng xấu trong xã hội đó thì cái cái đó là cái mà em nghĩ là đầu tiên là phải phải là đúng rồi nào. ừ. chị thấy một lời của đào rất là hay chị nghĩ sẽ để cho các bạn mà cái phải suy nghĩ rất nhiều về về định hướng này và chị nghĩ cũng giúp với bạn rất nhiều bây giờ chị mới qua tới một câu hỏi mà khách mời nào chị cũng hỏi <laughs> đó là nếu như mà em có thể xuyên không đi về quá khứ thì em sẽ về giai đoạn nào và em sẽ nói với em điều gì để cho cái hành trình của em là có thể tốt hơn nữa khó ấy khó chứ không nếu như mình có thể đi về quá khứ thì đi về thời điểm này cái gì chứ có thể nó sẽ thay đổi hành trình của em nó làm cho cái hành trình của em nó tốt hơn nữa thật ra cho đến bây giờ thì em cảm thấy rất là hạnh phúc với cái hành trình của em đã đi qua à, nó có những lúc mình sai mình đúng có những lúc mình thất bại là mình bốc nhưng mà ờ em thấy nó, nó đều rất là đáng giá và mình học được rất là nhiều tại vì không có những cái vóc đó thì mình không thể nào mình lớn lên được ừ. ờ nhưng mà có một cái nó em nghĩ là cái cái điều mà ờ. em sẽ nói với bản thân mình ừ. tại vì có những cái thời điểm mà trong sự nghiệp của em có thể là mọi người bên ngoài thì mọi người sẽ không thấy từ lúc nào nhìn thấy em cũng hành tráng hết <laughs> mình cũng rất là, là lông lanh ờ nhưng mà đương nhiên thì con người mình đều sẽ có những cái nên đều sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy là Mình Rất là đặc biệt mình chẳng có giá trị gì cả Nếu mà em được quay lại Thì, thì... Ừ. Em sẽ nói với bản thân mình là Thật ra Mỗi một người Đều Có cái giá trị cả ừ. Cái việc mà mình đang nhìn thấy Mình làm Chưa tốt wow. rồi, Hoặc thậm chí là Xác định luôn là không tốt Không có nghĩa là Mình không giỏi Mình không tốt Ờ uh thậm chí là một cái chuyện có thể đối với rất nhiều người nó là một sự tiêu cực nó là một câu chuyện thất bại <laughs> nhưng nếu mình biết cách sử dụng nó nó vẫn có giá trị cho một ai đó ừ. ví dụ như là chẳng hạn như uh, đôi lúc chị kể về thành công nó không có nhiều giá trị cho người nghe bằng chị kể về thất bại ừ. hả thì uh, cái đó là cái điều này. em nghĩ là trong những cái lúc mà tại vì nó đang tối khách em thì em nghĩ đó là cái lời mà mà bản thân em cần được nghe bởi vì nếu mà mình mình nhìn được cái điều đó nhanh hơn ừ. thì mình đã không tự trách mình nhiều như vậy và mình đã không nhàn bạc nhiều và nó dẫn đến những cái mà thứ nhất là mình ra rất nhiều quyết định ừ. trong cái trạng thái bị sợ ừ. và trạng thái tiêu cực vì thực ra thứ nhất ảnh hưởng mình là đầu tiên mà mình là leader thì khi mình không ổn thì tim của mình nó sẽ không ổn, dạ, ừ cảm ơn đào rất là nhiều và chị nghĩ ý là cái cái chia sẻ đó của đào cũng giúp được rất nhiều bạn tại vì báo chí hay là truyền thông thì chỉ có kể câu chuyện lúc mà người ta thành công thôi nhưng mà nếu như soi hết cuộc đời của tất cả những người thành công đó thì luôn luôn nó đều phải đi qua những cái điểm rất là thấp là câu chuyện của CEO Lab Career. chắc là các bạn theo dõi cũng đã thấy mỗi câu chuyện thành công luôn luôn là một cái hành trình rất là xa, rất là dài và rất là khó khăn À, nhưng mà khi báo chí hay mọi người biết đến nó chỉ biết được cái khúc mà mình thành công nè mọi người không có ai kể cái con đường để xó là một con đường rất bình thường ai cũng phải trải qua và cũng phải đi qua những cái thời điểm mà rất là rất là thấp rất rất là rất là à, thấp điểm rất là lôi sớt của mình <laughs> à, khép lại chương trình lần này thì uh, hy vọng là các bạn theo dõi chương trình siêu lab careers cũng đã học hỏi được rất nhiều từ câu chuyện của thi anh đào như chia sẻ với các bạn ngành marketing là một ngành rất là rộng và mỗi câu chuyện của từng người trong lĩnh vực marketing này sẽ hé mở cho các bạn những cái góc độ khác nhau của hành trình làm marketing câu chuyện của đào ngày hôm nay chắc là giúp cho các bạn phân biệt được à, cuộc sống của một người làm việc trong lĩnh vực agency và một người làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp ngoài ra chị nghĩ là câu chuyện của đào cũng chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn rất là hay đó là những bạn trẻ đang rất nghéo ước vào một cái lĩnh vực mà chị hay gọi đó là tiên phong khi có một sự thay đổi nào đó trong cái cách sử dụng của người dùng à, ví dụ như một cái kênh truyền thông mới về digital internet hay sắp tới sẽ là trí tuệ nhân tạo thì nó sẽ kéo theo nó một cái cơ hội là những cái ngành truyền thống sẽ phải có cái cách làm mới và ai sẽ là người định hình cho những cách làm mới này Hy vọng là câu chuyện của Thiên Đào Hé mở cho các bạn một cái góc nhìn mới Đó là làm sao để các bạn Có thể trở thành những người tiên phong Trong những lĩnh vực này Luôn luôn bắt nguồn từ việc là các bạn phải làm việc có phương pháp Hãy đặt câu hỏi từ phương pháp Và sáng tạo ra Những phương pháp làm mới Thực sự là thích nghi với sự thay đổi Của cuộc sống à, Lời cuối cùng chị nhờ lại cho Đào Đào có chia sẻ gì cho các bạn Trong Siêu Lát Career không? đúng rồi gọi là lời cuối cùng chia sẻ với các bạn thì uh, mặc dù là em nghĩ là cái 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 hành trình của em đúng như chị trang nói là uh, em là tay ngang em bước vào uh, và đến đến bây giờ em có được uh, những cái công việc và những cái vị trí như em đã trải qua thì uh, mặc dù em hay nói là uh, nó là một cái sự may mắn uh, may mắn là bởi vì mình gặp được rất nhiều người uh, dạy cho mình và ờ, mình gặp được rất nhiều người mà giúp định hình cái suy nghĩ của mình trong việc làm nghề. Ờ. tuy nhiên em gửi đến các bạn trẻ thì em sẽ muốn nói rằng cho dù mình gặp được rất nhiều người như thế nhưng mà nếu mà mình không ở một cái tâm thế muốn học thì mình có gặp được tâm người thì nó cũng như thế thôi. Và cái điều quan trọng nhất khi mà mình học á thì nó là mình phải hiểu rõ là cái why, có nghĩa là cái tại sao, tại sao mình muốn học. Thì khi mà mình có được một cái mục đích rất rõ về cái việc học của mình á để mà mình làm nghề á thì mình ở trong bất cứ một cái môi trường nào một bất cứ một cái công việc nào mình đều có thể học được chứ không phải là mình phải làm với người giỏi thì mình mới học được mà hay là mình làm ở một cái môi trường mà nó phải cực kỳ chuyên nghiệp thì mình mới học được quan trọng là mình có muốn học hay không và mình có hiểu rõ là mình học để làm gì hay không ừ. Cảm ơn đào rất là nhiều Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình CO Lab Careers hẹn gặp lại các bạn trong số kế tiếp nếu các bạn cảm thấy những nội dung mà kênh CO Lab chia sẻ là có ích, xin hãy like và subscribe vào kênh CO Lab nhé. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà Lab vn và đăng ký thành viên. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ danh tính và cùng thảo luận những đề tài, những câu hỏi mà các bạn vẫn còn băn khoăn hay muốn được hỗ trợ. CO Lab hy vọng sẽ tạo được một cộng đồng các bạn trẻ cùng giúp nhau trưởng thành loạt bài Siêu Lab Careers vào tối thứ năm tuần sau, mời các bạn làm quen với Phạm Phương Anh để tìm hiểu về hành trình sự nghiệp của những người theo đuổi ngành kế toán, kiểm toán và tư vấn tại những công ty được mệnh danh là Big Four như BWC, KPMG, Ernst Young và Deloitte. Những công ty này có chương trình đào tạo nhân viên rất bài bản, bồi dưỡng trình độ chuyên môn từ số 0 như thế nào? Họ cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống ra sao? Mời các bạn đón xem vào tối thứ năm lúc 8 giờ. Trong số kế tiếp vào lúc 8 giờ tối thứ bảy, mình sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp học rất quan trọng và thiết thực, đó là học từ công việc on the job. Cách học từ thực nghiệm này là cách duy nhất chúng ta có thể phát triển được một kỹ năng nào đó hay cập nhật những kiến thức, những kỹ thuật mới trong quá trình làm việc. Các bạn sẽ học như thế nào nếu các anh chị đi trước không tập trung đào tạo cho bạn, thậm chí họ còn giấu nghề? số này đặc biệt còn quan trọng cho cả các bạn lãnh đạo doanh nghiệp mình sẽ chia sẻ cách thiết kế và tích hợp hệ thống học và đào tạo từ công việc cho doanh nghiệp vì đây là các công ty có thể tạo ra đội ngũ kế thừa và là con đường duy nhất để doanh nghiệp có thể phát triển từ nội lực